mọi người nha. À vậy á hả chị? À, vậy chắc là do là bên em chắc là không có cho mua tại cửa hàng nữa. Vậy có gì chị thì chốt thêm mẫu nữa đi. Tại vì hình như là hai sản phẩm này mình được free ship á chị bé họ nè. À cho là nếu mà như vậy thì chắc là có gì chị tại vì mấy bạn mà sẽ lên đơn theo cái livestream online, có gì mình có gì các chị nhà mình có thể là mình ở nhà đi cho shipper ship tới nha mấy chị nha. Em cũng không rành cái trường hợp này lắm nữa, có gì các bạn tư vấn cho chị nha, chịu nha. Dạ rồi, bây giờ em qua mẫu nha mọi người nha. Em đang cầm trên tay là C284 này mấy chị. Với cái cây C284 này để em thử nha. Rồi, em đang mang là C284. Cây này thì bên em sale cho mấy chị là 59.000 luôn nha. Đây, form này bên em làm nó sẽ hơi bầu ra một xíu các chị. Nên là cái cây này mình mang thì nó cũng rất là ôm mắt cho em nha. Cây này hiện tại em còn một màu duy nhất thôi mọi người ơi. Rồi, giá cho các chị trên live ngày hôm nay là 59.000 đồng giá luôn. Em chỉ có một màu duy nhất thôi mấy chị. Nên là ai chốt comment liền cho em nha. C284 cộng kèm số thoại. Em chỉ có một màu thôi. Để em kiểm tra xem cái này có nhiều không nè. Rồi, C284 này em có cho mọi người tầm vài cây thôi. Nên là ai chốt thì mình chủ động cho em liền cái mã là C284 cộng kèm số thoại. Cho là cây này em chỉ có tầm cho mọi người là 5-6 cây gì thôi. Nên là em, ví dụ như chị nào mình vào livestream mình để đúng mã là C284 và số điện thoại trước thì mình giữ đơn. Còn nếu như chị nào mình comment sau á thì các chị sẽ không có đơn giùm em thì mình cũng đừng buồn em nha. Có gì mình chọn mẫu khác cho em. Rồi, em báo mã lại một lần nữa cho mọi người dễ chốt nè. C284 mấy chị. Mỗi lần em thoát like ra là giống như em không có đọc được comment nữa. Nên là ví dụ như chị nào mình comment thì mình đợi em một xíu em kiểm tra xem là các chị comment gì nha. Rồi, C284 nha mọi người nha. À, nhà sát nhà Ủy ban Nhân dân phường 3 hả? Vậy có gì bên em sẽ gọi điện tư vấn cho chị nha. Do là em cũng không biết nữa. Có gì chị nói với mấy bạn giùm em nha. Có gì chị nói với mấy bạn giùm em đi. Rồi, em chào chị Trân Nguyễn nha. Xin chào các chị. Rồi, C284 ok chị. Mẫu này em còn cho mấy chị là 4 hoặc là 5 cây nữa. Nên là bây giờ nha, cả hai máy luôn. Ví dụ như mà chị nào mình cho em mã là C284 và số điện thoại trước thì bên em chốt với giá là 59.000. Còn chị nào mình comment sau thì chắc là xíu nữa các chị sẽ chọn cái mẫu khác giúp em nha. Do là cái cây này em chỉ có tầm 4-5 cây gì nữa thôi nè. Mẫu này chắc em còn tầm 4-5 cây nữa thôi nha. Rồi, em báo mã và báo giá lại cho các chị nha. Mã là C284. Ok chị Phương Anh Nguyễn Thị em chốt đơn nè. Rồi, em chào chị Đậu Phương Liên. Em xin chào chị Như Nguyễn. Em xin chào các chị. Rồi, C284 thì hiện tại bên em sale cho mọi người 59.000 nha. Đây, form giá rất là ôm mặt luôn. Cái này các chị nhận hàng ở ngoài nó đẹp hơn trên live rất là nhiều. Bảo đảm với mấy chị là mẫu này ở ngoài đẹp hơn trên live rất là nhiều nha mọi người nha. Nếu mà ship Sài Gòn thì dao động tầm 20-25.000 giùm em. Ship tỉnh tổng giá hình như là 35.000 đó mấy chị. Nói chung là tiền ship cũng không có cao. Tại vì hôm nay á, thật sự nha, kính bình thường mọi người mua là 220.000 rồi đúng không? Nhưng mà trên live em xả chỉ có 59.000 thôi. Thì cái phí ship đó mọi người nhớ là bên công ty người ta ship lấy nha các chị nha. Bên công ty ship lấy. Bên em chỉ hỗ trợ cho các chị nhà mình là giảm giá trên live thôi. Nếu như được thì mình có thể là mình chọn nhiều sản phẩm giùm em ha mọi người ha. Để đi hàng một lúc cho đỡ tốn tiền ship. Chứ thật ra thì nếu bình thường bên em bán cho mọi người là 220 kèm free ship vẫn được. Nhưng mà bên em đang xả với giá là 59.000 thôi. Nên là hy vọng là các chị không hỏi là có miễn phí ship hay không. Trời, 59.000 mà các chị bắt em miễn phí ship nữa không biết sao luôn á. Rồi, bây giờ em còn cho mọi người là 4 cây của sản phẩm C284 này nha. Chị nào cho em mã và số điện thoại thì em chốt đơn nha. Rồi em còn 4 cây giả, cái này mình chỉ đi ngày thôi, mình không đi đêm được mấy chị ơi. Cái cây này thì mình chỉ đi ngày thôi chứ không đi đêm nha. Thường là những cái cây mà em báo đi đêm á thì sẽ là những cái trồng kính mà kiểu ombre trên đậm dưới nhạt, cái màu nhạt thôi. Hoặc là những cái cây kính mà kiểu màu trà hoặc là màu khói thì mới có thể được nha. Đầm đang mặc mã gì? Dạ đầm em đang mặc là C242 nha chị Thương Hoài nha. Em có 3 màu. Em có 3 màu, màu đỏ, màu trắng với lại màu vàng đó chị Thương Hoài. Và bình thường giá là 230. Nhưng mà trên line này đang sale kính thì em sale đầm luôn. Giá cho chị là 165.000, 3 size là XML. Chất cực kỳ coi, nói chung chất cực kỳ đẹp luôn. Cứ lấy thì chọn bổ sung cho em mã là C242 và xuất hiện như chị Hương Hoài như bên em chốt đơn cho. Em chào chị Thảo Lê nha, em chào các chị. Rồi em còn 3 cây cuối cùng nè. Chị nào chốt comment liền cho em mã là C284 cộng kèm số điện thoại giùm em nha. Dạ em chào chị Phương Thảo nè, em chào chị Xuân Mai, em chốt đơn chị Xuân Mai nha. Rồi chị Trần Tiến em chốt đơn nha. Cây này hiện tại em còn với chị tầm là 2 cây nữa. Nên là chịu nào mình chốt thì nhớ cho em là chỉ đi ngày không đi đêm nha. Các chị đừng có nhầm lẫn cái vấn đề đi ngày đi đêm ở đây giùm em nha. Đi đêm thì em chỉ tư vấn cho mấy chị cái cây nào thực sự ví dụ màu khói nè, hoặc là màu trà đậm, chứ ví dụ màu nâu trà em cũng không dám tư vấn đi đêm luôn thật sự ha. Rồi hai cây cuối cùng cho mọi người săn là 59.000. Ai chốt comment liền cho em là C284.